Ngày 10 tháng 8, Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường, mùng 10 tháng 8 năm 1952, mùng 10 tháng 8 năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập thể Trường Chính trị tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, thực tiễn, góp phần vào thắng lợi của tỉnh trong mỗi giai đoạn cách mạng. Khẳng định bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian qua, công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng đào tạo bồi dưỡng từng bước được nâng lên. Nhà trường đã đa dạng hóa chương trình đào tạo bồi dưỡng, kết hợp đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị ngắn hạn, trung cấp lý luận chính trị hành chính, trung cấp lý luận chính trị, trung cấp quân sự cơ sở, với bồi dưỡng cán bộ làm công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Hai năm qua, để đáp ứng yêu cầu vừa phải thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh giao, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã kịp thời chuyển đổi hình thức học tập và giảng dạy từ học trực tiếp trên lớp sang hình thức học trực tuyến. Chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức của trường ngày một nâng lên. Từ năm 1995 đến tháng 6 năm 2022, nhà trường đã đào tạo bồi dưỡng được trên 1.300 lớp với gần 83.000 học viên. Trong đó, hệ đào tạo là 307 lớp, hệ bồi dưỡng trên 1.000 lớp với 53 đề tài khoa học, trong đó 1 đề tài cấp bộ, 7 đề tài cấp tỉnh, 45 đề tài cấp trường, khoa, đã và đang từng bước khẳng định vị thế và sự trưởng thành của nhà trường, đồng thời góp phần không nhỏ vào công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, thực hiện tốt chiến lược cán bộ của tỉnh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của tỉnh. Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của nhà trường trong 70 năm qua. Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, xác định sứ mệnh, tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, giá trị cốt lõi và các định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới. Thì các thầy cô phải là người truyền thụ trước hết là cái tình yêu quê hương đất nước, yêu đảng, yêu chủ nghĩa xã hội. Bây giờ chúng ta phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua cái lý luận và thực tiễn để giải đáp cho học viên đối với đội ngũ cán bộ giảng viên và đặc biệt là đội ngũ giảng viên trong bối cảnh hiện nay đặt ra cái việc tự học tập, tự rèn luyện, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ giảng viên. Chúng ta vẫn lấy nguyên tắc là học viên là trung tâm. Bây giờ phương pháp giảng dạy làm sao cho nó phù hợp với bối cảnh hiện nay, phù hợp với cái trình độ của đội ngũ học viên hiện nay, phù hợp với cái điều kiện mà chúng ta mở lớp hiện nay. Để học ra học, làm ra làm, đã đi học thì tập trung đi học, đã đi làm thì tập trung đi làm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh việc tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế chính sách trong xây dựng cơ sở vật chất nhà trường nhằm xây dựng Trường Chính trị tỉnh trở thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng lớn nhất, uy tín nhất của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2026. Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình.